Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các mọi người về các cái mẫu giày cao gót 7 phân mà gót nhọn có tại cửa hàng của nhà mình nha mọi người nha. Và giới thiệu cho các bạn các cái mẫu mà giày hot trend hiện nay nha mọi người nha. Đấy, những cái mẫu này thì bây giờ là mẫu công sở thì là các bạn rất là đang thích đi mọi người nhé. Đây, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái mẫu giày công sở mà đế này là đế chống ồn với mọi người nhé. Đây ạ, đế này là đế chống ồn này. Giày này của mình là giày phun hộp hết mọi người nhá. Đây ạ, giày này là giày của mình là giày phun hộp này, đế chống trơn này, đế thì đế chống trơn nhá. Và giày này thì sẽ là giày đế của nó sẽ chống ồn như này, chất liệu của nó là bằng da lì mọi người nhé. Cái mẫu này là màu vàng này, đi form của nó sẽ có size từ 34 đến tận size 39 nhé mọi người nhé. Đây ạ. Đấy, mọi người thấy không? Cái mẫu dáng giày này thì nó sẽ tôn dáng rất là đẹp luôn, màu luôn, da của nó rất là đẹp luôn. Giày này là giày phun hột mà giá của nhà mình thì bán rất là rẻ luôn nhé mọi người nhé. Giá của nhà mình thì bán với dao động chỉ có 1x trở lên thôi, chứ không bao giờ có giá cao nhé mọi người nhé. Đấy, ai mà xem được cái video này của mình mà muốn liên hệ mà mua giày xì lẻ của mình thì mọi người có thể để lại số điện thoại phía dưới nhé, mà mình chuyên xì lẻ giày quần cho Trung Quốc. Mẫu vừa xong là mình đã giới thiệu cho mọi người cái mẫu màu vàng đế 7 phân gót có đế chống ồn này mọi người nhé. Đấy, chống, mọi người xem cái đế chống trượt của nó này. Đấy, đây là cái đế chống trượt của nó nhé. Bởi vì do là cái hàng trưng bày nên là mình để ở trong thì nó hơi bị bụi một tí, không sao mọi người ạ. Đấy, đây cái đế này thì là do này là có người khách người ta đến người ta thử nha mọi người nha. Đây, mẫu tiếp theo của mình giới thiệu cho mọi người là mẫu cũng 7 phân, hai bên này là sẽ phối trong này nha mọi người nha. Đây, đi lên chân thì nó sẽ rất là ôm chân luôn. Đây, cái này thì nó sẽ nhìn thấy phía chân của mình rất là đẹp luôn. Đây, dáng giày đây mọi người. Đấy, cái mẫu này là thịnh hành của năm nay, đi nhiều nhất vì cái hai cái phần ôm này của nó ôm hẳn hết vào chân nhé mọi người nhé. Đế này mà các bạn nào mà đi làm công sở bao phê cho mọi người luôn, đi lên dáng chân rất là xinh luôn. Đây mọi người nhìn xem, đây đế này cũng là đế 7 phân luôn mọi người nhé. Đấy, đấy, người thấy không? Đấy, đấy, của nó là sẽ bằng nhựa trong ở đây nhé mọi người nhé. Đây, mọi người thấy nhìn dáng giày chưa? Đây, dáng giày của nó sẽ như thế này. Đây, đấy. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu giày tiếp nhé. Mẫu giày này là mẫu giày da lì bao mềm cho mọi người luôn. Đây, đây là mẫu giày da lì 7 phân của bên mình nhá, da cực kỳ mềm luôn. Mềm có nghĩa là các bạn cảm tưởng như là bún ấy. Đây, da của nó cực kỳ mềm luôn, đi bao không bao giờ bị đau một tí chân nào luôn, bởi vì nó rất là mềm nhé mọi người nhá. Đây, đấy, rất là mềm luôn, mềm nhũn. Đấy, đấy, đế đây, đế đều là hàng công ty, đế nó sẽ êm như này mọi người nhá. Đây, đấy, đế nó sẽ êm như này. Đây, gót của nó đây, da này của nó là da lì mọi người nhá. Đây mọi người, cho mọi người xem cận da này. Đấy, đây là mẫu 7 phân nhé. Các bạn mà xem được cái video của mình, các bạn mà muốn mua giày công sở thì các bạn để lại số điện thoại ở phía dưới, bên mình sẽ check tin nhắn của các bạn nhé. Đấy, đây ạ. Đây, à, xinh luôn. Phía bên đây, giày nhà mình để trong tủ kính như này mọi người nhé. Đây ạ, phía bên kia là sẽ là để hộp giày. Đấy, giày sẽ được để trong hộp như vậy và sẽ được bỏ ra để trưng bày như thế này. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu da lộn nhé. Mẫu cao gót 7 phân da lộn. Đây ạ, đây là mẫu da lộn này. Đây các bạn, da lộn này thì là cái mẫu xu hướng này thì rất là nhiều người thích luôn. Bởi vì là phủi cái nó sẽ đi hết bụi luôn này. Đấy, tự nhiên này. Đó, đây phía sau nó sẽ có cái điểm nhấn là cái vòng kim loại này. Điểm nhấn của cái mẫu giày này nó sẽ là như thế này.
Đây đều là giày hộp và giày công ty hết mọi người nhá. Giá của bên mình bán nó chỉ có giá 1xx thôi ạ. Đấy, mọi người ai mà muốn, ai mà xem video này mà muốn mua giày công sở hay là muốn lấy giày công sở về bán thì mọi người có thể để lại comment ở phía dưới, mình sẽ check mọi người nhá. Ai mà xem được video của mình thì mọi người nhớ like, share và subscribe giúp mình mọi người nhá. Đấy, mẫu này đấy. Những cái mẫu mà mình giới thiệu cho các bạn này đều là có size từ 35 đến size 39 mọi người nhá. Nếu mà có cả form 1.5 cho các bạn chân 1.5 mọi người nhá. Đấy, ví dụ như là nhiều khi là các bạn đi size giày phun hộp này thì đa số nó sẽ là size 3, size thêm 1.5 bởi vì chân của mình ấy không bao giờ đi đúng được, là ít người là đi form chuẩn. Là ví dụ 35 là đi 35 đó. Ví dụ 35 sẽ có 35 1.5 để cho nó vừa với cái chân của mình. Đấy là chân của mình là đang dao động là ra chân là 1.5 mọi người nhé. Đấy, đây. Dạ thấy không? Bao đẹp luôn. Đế đây. Đế này đế 7 phân nhé. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu giày. Đây mình sẽ lấy phía trong này nhá. Một mẫu giày da bóng cho mọi người xem nhé, để mọi người phân biệt được giày sẽ là giày nào là giày da bóng, giày nào giày da lông và giày nào là giày da lì mọi người nhá. Đây da bóng thì nó sẽ bóng như thế này mọi người này. Đây ạ. Mọi người thấy không? Đây cũng là mẫu 7 phân nhá. Đế này cũng là đế chống ổn này. Mọi người thấy không? Da bóng thì nó nhìn nó sẽ bóng này và nó sẽ cứng hơn da lì mọi người nhá. Ví dụ như cái mẫu da lì này của mình thì nó sẽ mềm nhũn như thế này. Nhưng da bóng thì càng đi thì nó sẽ càng đi thì nó sẽ càng mềm đó mọi người nhá. Đấy, đi cái này đi lên chân nó sẽ mềm, còn những cái mẫu này thì đi thì nó mềm như thế này rồi thì đi thì nó đã mềm ngay từ đầu rồi nhá mọi người nhá. Còn là cái mẫu này thì riêng cái da bóng này thì là cái hàng công sở. Da bóng này thì là đa số là công sở sẽ chuộng này. Đấy, vì dáng của nó rất là nhẹ nhàng luôn. Những cái mẫu này bây giờ da lì người ta ra cũng ra những cái dáng rất là nhẹ nhàng như này. Đấy, những cái đế này thì đều là đế chống ổn hết mọi người nhá. Đấy, nhiều người thì người ta sẽ thích đi da bóng và nhiều người ta sẽ thích đi da lì. Còn nhiều người thì lại thích đi da lộn. Đấy, mỗi người một sở thích. Thì vừa xong là mình đã giới thiệu cho mọi người cái mẫu các cái mẫu giày và các mẫu giày công sở của tại cửa hàng nhà mình này, và cho các bạn xem phân biệt da bóng, da lì và da lộn rồi nhé các bạn nhé. Các bạn mà xem video của mình các bạn thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like, một share và một subscribe mọi người nhé. Đấy ạ, đây mình sẽ đưa lại cho mọi người xem. Đây là da bóng nhé, để cho mọi người phân biệt được. Đấy, ai mà muốn mua giày bên mình thì các bạn có thể đăng ký và để lại số điện thoại cho mình mọi người nhé. Đây ạ, đây là da bóng mọi người nhé. Đấy, cửa hàng nhà mình thì sẽ bày giày như này các bạn. Đấy, bày giày như này. Còn rất là nhiều các cái mẫu giày mà bên có tại cửa hàng của nhà mình như mọi người nhá. Đấy, vừa xong là mình đã giới thiệu cho các bạn các mẫu giày công sở có tại cửa hàng của nhà mình rồi. Các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Xin chào.